Chào mừng tất cả các em đã đến với kênh Bé Út Chibi. Và video ngày hôm nay xin mời tất cả các em hãy cùng với chị chúng ta cùng nhau kiểm tra đơn hàng của ngày 1, 2, 3, 4 của ngày 4 tây tháng 12 năm 2017. Và đơn hàng đầu tiên sẽ là Lê Hoàng Vi ơi. Lê Hoàng Vi ơi, em là đơn hàng đầu tiên nha. Đơn hàng của em là 80.000 đồng, gồm có một bảng túi trượt màu hồng, có một con gì đây? Con ba ba màu cam và một con rắn màu tím. Hai con đang đánh lộn với nhau hay là đang chơi á ha, chắc là đang chơi với nhau rất là vui vẻ trong một cái túi trượt hồng. Wow, nhưng khi nó về thì người ta sẽ trượt lên trượt xuống, chắc là nó sẽ chóng mặt luôn. 30.000 đồng nha. Tiếp đến thì là một bảng slam nước ngọt xanh lá Sprite, 5.000 đồng. Rồi đến là một bảng gấu panda màu đỏ xinh xinh. Rồi một bịch cát màu cam, wa wa la la Ajinomoto. Đó là chị hát ngẫu nhiên thôi. Đây là cát màu cam nè, các em xem à. Mềm ha, mịn ha, không dính tay luôn. Còn đây thì là bịch xốp dẻo màu xanh lá có hình của con cá vàng nha. Và đây chính là phần quà tặng của tháng 12 chị tặng cho tất cả các đơn hàng. Và đây là phần quà của Lê Hoàng Vi nha. Và bây giờ là đơn hàng của Lý Thùy Linh ở Kiên Giang, 211.000 đồng, gồm có là cái gì đây ta? Là một bé sơ sinh rất là đáng yêu. Và một cái quần xanh nè, có cái áo yếm nè, khuôn mặt nè. Dễ thương cực kỳ luôn. Tóc nhiều nữa nè ha, bàn tay bàn chân nè. Rồi tí xíu à, bằng cái bàn tay nhỏ hơn cái tay chị nhiều luôn á, mà người ta có thể làm ra những cái ngón tay dễ thương như vậy luôn. 38.000 nha, cực kỳ đáng yêu. Rồi tiếp đến thì là một bé nữa, mà các em biết là bé gì không? Bé này thì bé sơ sinh bố mình, còn một bé nữa rất là tức cười, chính là mình đây. Mình là bé đi cầu ha ha. Các bạn hãy đổ nước vào đây nha. Và nhớ cẩn thận đừng có banh cái chân của mình ra, nếu không thì mình không dám chắc là chuyện gì sẽ đến đâu. À, đây là mũi tên, nhưng tại sao lại hướng dẫn người ta banh ra? Để banh thử xem. Ui, xấu hổ quá. Và nếu như có nước thì nước nó sẽ còn bắn ra nữa nha mấy em. Và cái bồn cầu này có giá là 18.000 đồng, cùng với một em bé rất là dễ thương. Yeah yeah yeah. Tiếp theo, trời ơi, lần đầu tiên mình thấy bí ngô mà lại có cặp mắt trái tim. Bình thường là bí ngô là rất là hung dữ, phải không? Cái mặt ma quái. Nhưng bí ngô này thì lại I love you, I love you. Với cặp mắt trái tim rất là dễ thương. Và bí ngô này có giá là 15.000 đồng nha mấy em. Bạn nào muốn đặt hàng thì hãy gọi trực tiếp 0937899707 nha. Tiếp đến thì là một cái hũ slam lỏng này để cho cái bí ngô trái tim hồi nãy ói nè. Đó, trái tim mà ói luôn nha. Rồi đến là một cái whisky mặt cười. Dạ dạ dạ. Các bạn thấy mình dễ thương không? Tuy là mình đeo mắt kiến đen rất là ngầu, nhưng thật ra mình rất là hồn nhiên và vui vẻ, vì tên của mình là whisky mặt cười. 25.000. Còn bây giờ mình là mắt đa, mặc bộ đồ bay rất xinh rất xinh. Tóc thì lung linh. Mặc tóc của mình là tóc màu tím và màu nâu nha, chứ không phải là tóc lung linh đâu. Chẳng qua là nhìn mình xinh cho nên là chị Bé Út nói mình lung linh như vậy thôi. Đây, khuôn mặt rất là tuyệt vời, áo mặt trời. Đó, mặc bộ đồ xanh và có lẽ là mắt đá này rất là thích đá banh. 35.000, các em có nghĩ như chị nói không? Tiếp theo thì là một bịch khăn 15.000 đồng. Đó, dành cho phụ nữ chưa có chồng, bởi vì khăn màu hồng nơ màu hồng thì nó phù hợp với những bé gái còn bé bé chưa có chồng và yêu màu hồng. Có cả một ít màu cam và màu xanh lá nữa nha. Nói giỡn thôi, chứ thật ra bộ khăn này rất là đẹp và rất là tiện dụng cho búp bê nè.
vừa để lau mặt nè, vừa để tắm nè, vừa có thể làm thảm hoặc là làm mềm cho búp bê khi mà mùa đông đến rồi ông già Noel đi tặng quà, còn chúng ta thì nằm ở trong chăn và đúng không? Nhờ đúng không mấy em, nhờ có cái khăn, cái chăn này mà mùa đông chúng ta không bị bệnh và trải qua nó một cái mùa đông thật là êm ấm. Đó, các em nhớ nha, trời dạo này cũng bắt đầu lạnh rồi, nhất là ở khu vực miền Bắc đó, các em hãy nhớ mặc áo ấm vào và ngủ thì phải đắp chăn nha, không đi ra ngoài đêm quá thì nó dễ bị sương xuống bệnh lắm nha. Và bây giờ thì làm một cái trứng lưới mười ngang, wow, màu xanh, rồi một cái whisky kem, kem sô cô la nha, sô cô la, sô cô la, sô cô la, rất mềm và rất ngon, rất ngọt và rất mềm. Đó là whisky kem ốc quế 18.000 đồng. Xin mời các bạn hãy mua trên kênh Bé Úc Chibi thông qua số điện thoại 0937899707. Lưu ý đây chỉ là whisky không được ăn nha. Còn đây là cái gì? Đây là một cái váy rất là xinh mà chị tặng cho Thùy Linh. Hy vọng rằng Thùy Linh sẽ thích nha. Tiếp theo là đơn hàng của Lê Huỳnh Thanh Ngọc ở Hồ Chí Minh, 162.000 đồng. Gồm có là ông nhíu mắt nhìn em, đó là ông Slam mặt trời màu xanh, rất là đáng yêu. Và sau đó thì là một Slam... Trời ơi, bạn có phải là gấu, đó có phải là chó đâu mà sủa gấu gấu. Ủa sao kỳ ta, sao con chó mà lại sủa gấu gấu gấu. Nó phải sủa là chó chó chó, chứ tại sao nó lại sủa là gấu gấu gấu. Ngộ ghê nha, cho nên là mình sủa gấu gấu gấu. Rất là dễ thương, bạn gấu này rất là dễ thương ha. Bạn còn hài hước khi mà sủa gấu 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 nữa. Bạn này là 5.000 đồng nha. Tiếp theo là một bịch gối 18.888.000 đồng. Đó, có hoa văn rất là đẹp. Bên trong thì là cái gòn thiên nhiên rất là mềm, kèm theo một cái nơ rất là xinh. Vải thì cũng rất là dày dặn và đẹp. Giá cả thì cũng rất là phải chăng, 18.000 đồng. Mềm, đẹp, bền. Đó là sản phẩm gối 18.000 cho Papi. Tiếp đến thì là một whisky răng thỏ 21.000 đồng. Thật ra đó tính là tiếng kêu của cái bánh mèo Hello Kitty. Một cái này 18, này cái này 21.000 nha. Tiếp theo thì là một cái túi trượt màu đỏ. Có hình con gì đây? Đây là con thằng lằn. Wow, con thằng lằn màu tím. Úi, một con thằng lằn màu cam nữa. Vậy là hai con thằng lằn con dành nhau chơi cái túi trượt. Hai thằng lằn chạy vòng vòng mà chẳng có thấy nhau. 30.000 đồng một cái túi như thế này nha mấy em, rất là vui. Tiếp theo thì chị xin được giới thiệu với các em, đó là một cô gái. Đời người con gái chưa một lần yêu ai, nhìn về tương lai mà thấy như sông trong đường dài. Đó chính là cô gái mắt đá 35.000 đồng, mặc áo hồng và chưa có chồng, mái tóc là màu trắng cam nha mấy em. Đó, rất là dễ thương ha. Đó. Còn đây thì là cái váy mà chị tặng cho Thanh Ngọc nha Thanh Ngọc. Váy hoa nè, hoa đỏ và hoa vàng. Nhưng mà dòm kỹ lại hình như là cặp mắt của cô mắt đá này nó hơi có vấn đề đúng không mấy em? Nó hơi lé lé, hay là để chị đổi lại cho búp bê mắt đá khác nha. Và đây chị đã đổi lại nha, cặp mắt rất là xinh, khuôn mặt đẹp lung linh luôn. Đời người con gái chưa một lần yêu ai, nhìn về tương lai mà thấy như sông sông đường dài. Thôi đi vô đi chị ơi. Dạ dạ dạ. Và tiếp theo, Hằng ơi, Ngọc ơi, Hằng và Ngọc ở Quảng Bình có mẹ tặng cho hai bạn luôn, tổng là 187.000 đồng, gồm có hai cô mắt đá luôn. La 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 la. Đời người con gái chưa một lần yêu ai,
Nhìn về tương lai mà thấy như sóng trong đường dài. Cạnh nhà cả hai cô luôn, rất là dễ thương. Một cô thì màu áo hồng, cô thì màu áo xanh ha. Cả hai cô đều rất là đẹp. Một cô thì là tóc tím hồng, một cô thì là tóc đen hồng. Cả hai đều chưa có chồng và rất là xinh đẹp. Để chị ngắm coi cặp mắt có bị gì không, để chị đổi nha. Các em giờ em coi cặp mắt có bị gì không. Hình như nó cũng hơi lé lé đó. Kỳ này chị phải mắng vốn cái bà bán búp bê cho chị á. Sao mà để búp bê cứ vậy không à. Rồi để chị đổi cho bạn khác nha. Và đây chị đã đổi lại hai cặp mắt lung linh hơn, không có bị lét kim nữa nha. Đó, rất là đẹp đúng không. Hai cô gái 35.000 mỗi một cô. Tiếp theo đó là một whisky chuột 18.000 và một whisky mặt cười 15.000 đồng. Cả hai đều rất là dễ thương nha. Rồi sau đó thì Hằng và Ngọc còn đặt một cái ba lô. Wow, ba lô sắc màu luôn, giống như là hình của vũ trụ á nha. Rất là đẹp, màu xanh là bầu trời đó. Dây kéo rất là tuyệt vời nha. Có 3 ngăn tha hồ cho búp bê đựng đồ đi học, đi chơi và đi du lịch. Tiếp theo thì là phụ kiện mới hai cái ha. Mỗi cái 5.000 nè. Rồi đến là một bịch ly. À, một bịch ly như vậy là nhiêu tiền đây ta? 5.000 luôn. Rồi một bịch giày nữa ha. Bịch giày cũng 5.000. Và tiếp theo thì là một bịch kéo mắt malo hình trái tim hương dâu. Rất là ngon nha. Mềm mềm, dẻo dẻo, thơm thơm, dai dai, tan ngay trong miệng. Và đó chính là kẹo marshmallow của Philippines. Ngày sử dụng là đến hạn sử dụng là 20 tháng 10 năm 2018 nhé. Và đây thì là cái váy. Wow, 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 wow. Cái váy 6.000 ha, có hình cái bông hoa này, rất là đẹp. Và bây giờ là đơn hàng của Phương Ngọc và Minh Ngọc. Hai bạn đều tên Ngọc hết, ở Đống Đa Hà Nội, 264.000 đồng. Gồm có là một slam mặt trời màu xanh lá 5.000. Sau đó thì là một slam panda cũng 5.000 đồng luôn. Rồi đến là 7 bạch tiền. Đây, 7 bạch tiền. Sao toàn tờ 100 không vậy ta? Không phải đâu nha, ở phía sau và bên trong nó sẽ khác nha các em. Đó, nó sẽ khác chứ nó không giống như vậy đâu, các em thấy không? Đó, mỗi tờ là, mỗi bịch là 2.000 đồng ha. Bên trong nó có 4-5 tờ gì đó. Rất là đẹp, giống ý tiền thiệt luôn. Chúng ta có thể chơi buôn bán và học những bài học về trao đổi tiền vân vân nha. Tiếp đến là một cái trứng lưới màu cam 10.000 đồng. Wow. Rồi một cái ba lô nè. Trời ơi, cái ba lô này cũng đẹp nữa nha. Rất là sắc màu và màu hồng nữa chứ. Có 3 ngăn luôn ha. Đựng được rất là nhiều đồ cho búp bê đi học và đi chơi. Một cái ba lô thứ nhất nè. Cái ba lô thứ hai á thì là có hình con voi. Hoa văn là hoa văn thổ cẩm. Rất là đẹp nha mấy em. Và con voi cách điệu, các em thấy không nè. Vẽ cách điệu giống như là người ta vẽ henna của người Ấn Độ đó. Người Ấn Độ người ta hay vẽ henna như thế này nè. Rất là đẹp. Vẽ lên tay rồi đó mấy em. Nghệ thuật đó nha. Bữa nào chị sẽ hướng dẫn vẽ henna ở trên cái trang Ro Channel. Đó. Và tiếp theo thì là cái ba lô Donkey. Màu xanh rất là đẹp ha. Ba lô theo á. Cái ba lô theo này cũng được các bạn nhỏ rất là yêu thích vì đường cái theo rất là sắc sảo và đẹp ha. Vải cũng vậy, may thì chắc chắn lắm, chỉ có 15.000. Tiếp đến thì là ba bịch phụ kiện kiểu mới 5.000 đồng một bịch nè các em. Đó, rất là đẹp luôn ha. Có vương miệng, vòng cổ, lắc tay, đôi bông vân vân. Rồi đến một bịch giày nữa nha. Bịch giày cũng 5.000, phụ kiện cũng 5.000. Rồi sau đó thì đến là một búp bê mắt đá. Một búp bê mắt đá 35.000. Đó, mặc áo màu hồng. Rồi phía dưới là cái phần lưới ha, lưới ren đỏ. Tóc thì là trắng cam, khuôn mặt thì rất là dễ thương nha. Tiếp theo là bộ sưu tập váy 16.000.
Bộ váy thứ nhất đó là bộ váy màu trắng có những cái chấm bi kim sa màu xanh rất là nổi trội. Ở phía trên ngực áo thì lại có những cái hoa dập nổi ở trên vải giống như hoa hồng, nhưng đó là vải dập, rồi có đính thêm kim tuyến. Và cái phần phía trước ngực màu vàng rất là lấp lánh và đẹp. Váy này có giá là 16.000 đồng. Tiếp theo, cái váy 16.000 đồng thứ hai đó là váy màu xanh, có một phần nhũ bạc, nhũ vàng chứ, là những cái bông hoa cách điệu rất là đẹp, trang trí khắp trên mặt áo. Bên trong là một cái lớp vải màu xanh. Đây, phía trên ngực được trang trí bằng một cái ren dịu dàng đầm thắm, rất là đẹp. Bộ váy số 3 là bộ váy màu hồng, có in hình hoa mai, cành trắng và cành vàng, rất là đẹp. Đó, rất là nổi trội và lấp lánh. Cũng được phủ toàn thân áo luôn nha. Và thứ tư đó là màu vàng. Nãy giờ chúng ta có 4 màu rồi đó. Đó, in hình những cái hoa cúc cách điệu, hoa cúc hoặc là hoa sen gì đó. Đây là những nhánh hoa mai. Đó, quá đẹp luôn. Và cuối cùng là cái váy màu đỏ ở trong bộ sưu tập váy 16.000. Thì cái váy màu đỏ là cái váy có cái phần ren ở bên ngoài nha. Rất là đẹp, cho búp bê tha hồ thay đổi. Còn đây là phần váy quà tặng. Đó, váy màu xanh cũng có những cái hình cách điệu từ hoa sen, hoa cúc rất là đẹp nha. Và bây giờ Hồ Nguyễn Tâm Như ơi, Hồ Nguyễn Tâm Như ở Hồ Chí Minh 117.000. Thì Tâm Như có đặt là hai búp bê mắt đá. Đây, một búp bê mắt đá màu tóc tím ha, tóc tím hồng, mặc một cái áo đen đuôi cá. Rồi đến là một mắt đá tóc màu vàng cam, váy màu xanh, có phần lưới màu hồng. Tất cả đều rất là dễ thương và đồng giá 35.000. Sau đó thì Tâm Như còn đặt một vỉ giày 17.000, rất là xinh đẹp. Có mấy cái đôi giày nơ nè, giày sao, giày đinh, giày bông hoa hồng, giày xanh này nè, và mấy đôi giày cao gót nhỏ nhỏ này, cực kỳ đáng yêu luôn. Nguyên một vỉ này thì có giá là 17.000 đồng nha mấy em. Còn đây thì là chiếc váy chị gửi tặng cho Tâm Như theo chương trình quà tặng tháng 12. Đó, có hình những cái bông hoa cách điệu, một chùm hoa cúc như thế này. Ở phía trên là hoa màu xanh ha, nền màu nâu rất là đẹp. Và bây giờ là đơn hàng của Lư Tâm Như. Hồi nãy là một bạn tên Như, bây giờ cũng là một bạn tên Như. 273.000 đồng thì Tâm Như có đặt là 3 bịch tiền. Đây, mỗi bịch là 2.000 đồng. Cây quạt tiền ha, rất là nét. Cây quạt tiền rất là vui. 2.000 đồng một bịch bạn ơi. Tiếp theo là Tâm Như có đặt thêm một bịch phụ kiện mới 5.000. Phụ kiện mới cũng rất là xinh, có đôi bông vòng tay và lắc, hai loại đôi bông chứ, bông trái tim, bông nhật và vòng cổ, 5.000 đồng một bịch. Tiếp theo là ba lô kiểu mới rất là xinh, vân sọc đủ kiểu, nó giống như một tấm thảm bằng đệm, rất là đẹp. Bên đây đựng chai nước, bên đây đựng thức ăn, bên trong có thể đựng tập và đựng quần áo để đi chơi. Vui. Tiếp đến thì là bịch tập sách 12.000, có 4 cuốn tập nè, mấy cái viết nè. Và cái tờ này chúng ta có thể in một phát, viết một cái nè, nó in xuống 3 tờ luôn, màu hồng và màu xanh, rất là thú vị. Chị nghĩ rằng một trải nghiệm rất là vui. Các em vẽ hình một bông hồng, xé ra thành 3 bông hồng, tặng được cho 3 người luôn nha. Tiếp theo thì là cái tủ nam học. Đó, gồm có 2 học nhỏ và 3 ngăn lớn, đựng được rất là nhiều đồ, 45.000 đồng nha. Tiếp theo là 2 bộ đồ học sinh. Đây, phía trên là cổ áo. Rồi các em xem là đường may nè ha, may rất là chắc luôn. Phía sau thì là 2 cái váy, váy màu xanh xếp ly rất là đẹp, mỗi cái là 25.000. Tiếp đến thì là bộ áo dài. Đây, bộ dài 40.000 đồng màu trắng, có rất là nhiều kim tuyến, xinh đẹp, lấp lánh nha. Rồi cái áo dài này nữa là áo dài ren nè, các em thấy không? Đó, rất là đẹp luôn, cũng 40.000 đồng. Và 3 cái giá đỡ màu tím nha. Và cuối cùng thì là một cái váy, cái váy màu đỏ nâu, 6.000 đồng theo chương trình quà tặng tháng 12 của chị Bếp Chibi nha.
Và bây giờ là đơn hàng của Minh Thư, con quý tặng cho Minh Thư ở Gia Lai tổng là 75.000 đồng. Thì Minh Thư có đặt là một bịch cát màu hồng 10.000 đồng. Tiếp đến là một whisky hồng, đó là không, xin lỗi nha, là một marshmallow hồng hình trái tim. Đó, rất là mềm, mềm như là whisky. Mỗi lần chị cầm marshmallow lên, chị cứ tưởng tượng như đang cầm whisky vậy đó. Mềm và dễ thương, lại ăn ngon nữa chứ. Tiếp đến thì là một marshmallow vani. Cả hai đều được xuất xứ từ Philippines. Nhưng cái bịch dâu á, vị dâu á thì là hạn sử dụng là 20 tháng 10 năm 2018. Còn vị vani á là hạn sử dụng là ngày 9 tháng 9 năm 2018 nha. Wow, cái đát còn rất là xa. Và đây thì là cái bịch xốp dẻo màu xanh có cái con thuyền, chị gửi tặng cho Minh Thư. Và đơn hàng của Minh Thư cũng là đơn hàng kết thúc video kiểm tra ngày 4 tháng 12 năm 2017 của chị. Chào tạm biệt các em, hẹn gặp lại các em ở video sau. Chúc các em một ngày thật là vui, hạnh phúc, được nhiều người yêu thương và hạnh phúc bên những người mà mình thương yêu. Bạn nào muốn đặt hàng thì hãy nhớ 0937899707 nhé. Còn ai mà muốn xem những cái đơn hàng mới nhất của chị, xem là những bạn nào thường xuyên mua hàng ở shop chị và những cái mặt hàng mới nhất, thì hãy nhớ bấm like, đăng ký thành viên trên kênh Bé Út Chibi nha. Bye bye, hẹn gặp lại các em ở video sau.